Vâng các bác ạ, với cái tầm tiền loanh quanh 200 thì các bác có lên sử dụng mẫu xe này không? Ngày hôm nay thì Tuấn Anh sẽ giới thiệu đến cho anh em một mẫu xe gia đình. Một mẫu xe mà có thể là rất là hợp lý về cái form dáng, độ đầm, độ chắc và đặc biệt là số tự động bọn con nhé. Chiếc xe thì đang đeo tên tư nhân biển Hà Nội 30K98959 ạ. Vâng, ngày hôm nay thì Tuấn Anh sẽ giới thiệu đến cho anh em một mẫu xe Chevrolet Cruze. Đây là một mẫu xe số tự động, một chiếc xe đến từ thương hiệu của Chevrolet bọn con nhé. Dòng này thì chạy đầm, chất và có thương hiệu bền lành hơn so với dòng Daewoo. Dòng Chevrolet này thì nó mua lại cái thương hiệu và cái bản quyền của dòng Lancity CDX bọn con nhé. CDX thì nó nhập khẩu nguyên chiếc, form dáng của nó tương đồng như nhau, nhưng dòng Cruze này thì là một cái dòng xe lành và bền và có giá trị cao hơn so với dòng Cruze bọn con nhé. Ngày hôm nay thì ở đây tôi đang giới thiệu đến cho anh em một mẫu xe Chevrolet Cruze sản xuất năm 2011 ạ. Chiếc xe này thì hiện tại là bản số tự động LTZ và với cái động cơ của nó khoảng 1.8 thì mức tiêu hao nhiên liệu của nó rơi vào tầm khoảng 9 lít. Nhưng đây là một mẫu xe gia đình sử dụng, đấy, tư nhân gia đình sử dụng nên không có dính phải taxi dịch vụ. Và xe con này thì nhìn rất là đẹp và cứng xe. Đấy bà con nhé. Xe được trang bị na năng đúc 4 bánh theo xe, hệ thống phanh đĩa 4 bánh đầy đủ hết bà con nhé. Với cái form dáng của chiếc xe Lancity ở chiếc xe Red Cruze này thì em thấy là với cái tầm tiền loanh quanh 200 triệu mà số tự động thì em nghĩ chiếc xe này nó quá là hợp lý cho tất cả mọi người, cũng như quý khách hàng và quý bà con có bác chị em nhà mình. Vậy thì bà con có bác chị em nhà mình nào muốn một chiếc xe mà số tự động, một chiếc xe giá hợp lý thì bà con có thể hướng tới cái chiếc xe này cho em. Với cái cửa tiền thì chỉ có loanh quanh 200 triệu thôi là bà con đã sở hữu chiếc xe này rồi. Đấy, bản LTZ và tên tư nhân biển Hà Nội, một chiếc xe còn đẹp nguyên zin, cam kết cho anh em là keo chỉ nguyên zin không lỗi, máy số đại chất, nội thất cực đẹp, có màn hình Android và hệ thống camera lùi đầy đủ hết theo xe rồi. Vâng, form dáng của dòng này thì anh em ạ, đó là một cái dòng form cực kỳ đầm, cực kỳ chắc và ổn định. Đấy bà con nhé. Với cái lớp sơn màu bạc thì chiếc xe này nó mang lại cái sự trung tính và rất là khỏe xe cho mọi người. Đấy, la răng của nó là hệ thống na răng đúc 4 bánh theo xe. Và với cái tầm tiền là 205 triệu như con xe này, bên em sẽ bao rút hồ sơ gốc cho tất cả mọi người, cũng như quý khách hàng và quý bà con có bác chị ở nhà mình. Vậy thì bà con có bác chị ở nhà mình nào đang quan tâm về chiếc Cruze này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho thằng của tôi ở phòng ạ. Với hệ thống pha đèn của nó cực kỳ sáng của con nhé. Con này là pha đèn của nó cực kỳ sáng này. Đèn đóm của nó rất ok với cái mặt ca lăng dấu cộng đời 2011 bà con nhé. Đăng kiểm đến tháng 10 năm 2024. Vậy thì bà con có bác chị em nào đang có nhu cầu quan tâm về chiếc Cruze này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho thằng của tôi ở phòng qua số hotline của em là 0816662386 hoặc 0971255863. Đăng kiểm thì đến tháng 10 năm 2024. Xe có xi nhan báo rẽ ở trên sườn và tất cả những cái nẹp chân kính cũng như tay lắm mở cửa mạ chrome thì đã được ốp của nước Việt mạ chrome rất là đẹp cho tất cả mọi người. Và có các bác chị em thấy không? Tất cả phanh của chiếc này rất là đẹp và rất chất lượng cho mọi người nhé. Tất cả hệ thống của nó rất là ổn định cho quý khách hàng của quý bà con các bác chị em nhà mình. Và các bác chị em nhà mình nào đang quan tâm về chiếc xe này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Tuấn Anh của tôi Hải Phòng. Đó, một cái dòng xe rất là đẹp luôn này. Đó, Chevrolet Cruze bản LTZ và hệ thống. Đó, anh em thấy đấy, quá là ok cho tất cả mọi người đúng không ạ? Hệ thống đèn đóm của nó rất là đẹp và tất cả mọi thứ của nó là rất là zin. Đấy, bà con các bác chị em nào đang có nhu cầu quan tâm về cái dòng xe số tự động phân khúc hạng C mà số tự động thì đây chắc chắn sẽ là một chiếc xe cực kỳ đẹp và chất lượng cho tất cả mọi người, cũng như quý khách hàng và quý bà con này. Đấy, tất cả la răng của nó, đốp dép của nó còn rất là đẹp cho mọi người nhé. Tay lắm mở cửa thì đã được ốp của nước Việt mạ chrome, hệ thống chân kính của nó rất là đẹp cho quý khách hàng và quý bà con các bác chị em nhà mình. Và các bác sĩ nhà mình nào đang quan tâm về cái dòng xe này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp được thành của Hải Phòng qua số hotline 0816662386 hoặc 0971255863. Địa chỉ gà của em nằm tại ngay thôn 1 xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Và Tuấn Anh của tôi Hải Phòng thì rất hy vọng được đón tiếp tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con các bác chị em nhà mình một lần trực tiếp ghé qua cửa hàng bên em để xem xe và trải nghiệm chạy thử về chiếc xe này nhé. Đấy, một cái dòng xe rất là ổn định và đẹp. Đó, form dáng của nó thì miễn bản miễn chê. Giờ tôi này sẽ đi vào nội thất chiếc xe xem nó như thế nào bà con nhé. Tất cả hệ thống kính của nó là còn nguyên zin, nội thất của nó là ghế da rất là đẹp đúng không ạ? Con này là ghế da da lỗ này, ghế da rất là đẹp cho mọi người này. Đấy, bà con các anh chị em thấy đâu, ghế da đẹp này. Hệ thống trần nỉ nguyên bản có trang bị bọc của lớp nylon rất là đẹp, có màn hình rất là to. Đấy, hệ thống táp lô táp điếc của nó thì rất là ổn định mà con này. Táp lô táp điếc, táp ni táp điếc của nó rất là đẹp này. Đường keo nhất chỉ của nó thì cam kết và khẳng định cho anh em đường keo nhất chỉ là còn nguyên zin, không lỗi bà con nhé. Keo chỉ của nó là nguyên zin không lỗi bà con nhé. Với cái tầm giá chỉ có loanh quanh đâu đó khoảng tầm 205 triệu đồng thôi là bà con các bác chị em nhà mình đã có được một chiếc Cruze. Đó là đẹp. Con này thì có thêm mà cả cái bọc vô lăng này, không biết là của con nào đây, các của con này đây. Em để ở đây nhá, con nào mua thì lấy ạ.
Đấy, nội thất của nó thì ghế da của nó còn quá đẹp luôn nhá. Con này nội thất của nó ghế da rất là sáng và rất là đẹp luôn này. Tất cả hệ thống cột kèo keo chỉ của nó còn nguyên zin hết này. Tất cả ốc ác của nó còn rất là đẹp cho mọi người nhé. Và có các bác chị em nào đang có nhu cầu quan tâm về chiếc xe này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Thanh của tôi không? Số hôm nay 0816662386 hoặc 0971255863. Địa chỉ cửa hàng của em nằm tại ngay thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Và tất cả những cái đường máng nước của nó còn rất là đẹp cho quý khách hàng. Đường keo nó chỉ còn nguyên zin và còn nhá. À, những cái đường máng nước của nó rất là đẹp. À, còn thấy đó. À, keo chỉ của nó là nguyên zin, đây là cái vết bạc đấy con nhá. À, tất cả còn rất là ok. Đấy bà con nhá. À, với cái tầm giá như con này á, à, kích kiếp của lốp dự phòng của nó thì nằm ở phía dưới này đây bà con này. Rồi, kích kiếp lốp dự phòng của nó đầy đủ hết này. À, kích kiếp đầy đủ hết theo xe nhá. Con này thì tí em về sẽ dọn hết những cái này vứt đi này. Đấy bà con nhá. À, biển Hà Nội 89859, gầm bệ của nó thì mỹ bàn này nhá. À, tất cả giảm sóc giảm xước này, tất cả mọi thứ đó đều rất là đẹp cho mọi người này. Đấy, bà con thấy đâu ạ, rất là yêu luôn nhá. À, với cái tầm giá nó chỉ có loanh quanh đâu đó khoảng tầm 205 triệu đồng thôi là bà con các bác chị em nhà mình đã có được một chiếc Cruise 2011 số tự động, động cơ của nó là 1.8 bản NTZ nhá. Tất cả hệ thống kính của nó đều rất là ổn định và zin hết nhá. Cửa mở ra cũng rất là ba lớp, có đời một cái cục trầm ở đây này, có cục trầm ở đây bà con nhé, có cái cục trầm ở dưới ghế lái này. Âm thanh con này nghe rất là hay luôn. Đấy, bà con nhé, cực kỳ hay mà lại cộng thêm trầm nữa thì nó quá là sống động luôn. Đấy, rất là ổn định cho tất cả mọi người. Đường keo nó chỉ còn rất là đẹp. Đấy, form dáng ổn định, nói chung là bỏ ra một cái số tiền loanh quanh 200 thì em nghĩ đây chắc chắn sẽ là một chiếc xe đẹp hợp lý cho tất cả mọi người, cũng như quý khách hàng và quý bà con các bác chị em nhà mình nhé. Và có các bác chị em nhà mình nào đang quan tâm về chiếc xe này thì cứ mạnh dạn lên alo trực tiếp cho Thanh của tôi Hải Phòng. À, qua số hotline của em là 0816662386 hoặc 0971255863. Một cái mẫu xe còn quá là chất lượng, sắc nét cho tất cả mọi người. Chạy con này thì cực kỳ chắc nhé, cực kỳ đầm, chất cực kỳ luôn ạ. Con này chạy rất là đầm luôn nhé. À, rất là đầm luôn mà con ạ. À, với cái tầm tiền là 205 triệu đồng thì bà con các bác chị anh nhà mình đã có được một chiếc Cruise 2011 số tự động, động cơ 1.8 tư nhân gia đình sử dụng, biển Hà Nội, dòng xe rất là đẹp cho tất cả mọi người. Giờ tôi anh sẽ đi vào trong xe để kiểm tra xem con xe này nó có ổn định hay không nhé bà con nhé. Điều hòa con này thì cực kỳ mát rồi bà con ạ, điều hòa thì cực kỳ mát này. À, con này thì có màn hình Android bà con nhé. À, đồng hồ thì đồng hồ rất sáng luôn bà con này. À, xe chạy 15 vạn này, 14 vạn 9 gọi 15 vạn. Nói chung là dòng này người ta chạy cũng rất là ít thôi chứ không phải là tua đâu. Con này thì chạy rất là ít thôi. Đấy bà con nhé. À, rất là ít thôi. À, hệ thống camera lùi, số chiếc là vào rất là ngon lành bổ rẻ nhé. Trần nỉ nguyên bản này, trần nỉ nguyên bản có gương này. À, đầy đủ hết theo xe này. Đấy, quý khách hàng và quý bà con có bác chị em nào đang có nhu cầu quan tâm về chiếc xe này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Thanh của tôi Hải Phòng qua số hotline 0816662386 hoặc 0971255863. Địa chỉ gà của em nằm tại ngay thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Và quý khách hàng và quý bà con có bác chị em nào đang có nhu cầu quan tâm về chiếc xe này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Thanh của tôi Hải Phòng qua số hotline 0816662386. Đó, con này rất là đẹp luôn nhé. Có hệ thống đèn pha tự động này, đèn pha tự động của con nhé, đèn pha tự động của con nhé, đèn pha tự động cộng với lại gạt mưa, gạt mưa thì còn rất ok. Con này có gạt mưa auto luôn nhé, hệ thống gạt mưa phun nước của nó là gạt mưa auto luôn mà con này. Đó, khi để chúng để auto thì tự động gạt khi có nước hoặc là khi mưa hoặc khi có sương thôi, nó đã tự động gạt rồi. Đấy bà con nhé, đèn đóm của nó thì rất là ok cho tất cả mọi người cũng như quý khách hàng. Đó, tất cả mọi thứ trần hay nội thất của nó còn rất là đẹp và rất là nguyên bản này. Bà con như thế, tất cả khoang nội thất hàng ghế thứ hai của nó rất là rộng rãi cho tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con có bác chị ở nhà mình. Vậy thì bà con có bác chị ở nhà mình nào đang quan tâm về chiếc Cruise này thì có thể nhấc máy lên và alo trực tiếp cho em nhé. Giờ tôi sẽ mở phần khoang máy chiếc xe ra. Dòng này thì được trang bị động cơ E-Tech ạ. Con này thì rất là đẹp cho mọi người nhé. Bà con có bác chị em thấy được một cái mẫu xe còn quá là chất lượng, quá đẹp cho bà con có bác chị ở nhà mình có thể đi lại gia đình sử dụng quá là ok còn nhé. Xe được trang bị động cơ EcoTech. Đấy, phần cabo và biếc của nó còn rất là đẹp cho quý khách hàng và quý bà con các chị em nhà mình. Máy thì em vẫn đang đóng điều hòa nhé, máy đang đóng điều hòa. Và tất nhiên dòng này là 2011 thì máy của nó cũng đã qua bộ trạng bảo dưỡng một chút rồi. Nhưng xe của nó thì cảm định cho anh em là không có bầm nước mà con nhé. Tất cả các bộ sản xuất của nó này, anh em đi được keo của nó này, keo nhà máy của nó còn nguyên bản như thế này, thấy không? Keo nhà máy nó còn nguyên bản như thế này, rất là đẹp luôn cho mọi người. Đấy, và có các bác chị em nào đang có nhu cầu quan tâm về chiếc xe này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp được Thanh của Hải Phòng qua số hotline của em là 0816662386. Con này thì động cơ của nó 1.8, máy lổ như này rất là êm luôn nhé, máy lổ như này rất là êm luôn này. Đấy, con này hơi rất là nhiều luôn. Đấy, con máy rất là sạch, con thấy là con máy rất là sạch luôn. Đấy, hút này anh em thấy rồi, nó quá là ok luôn cho tất cả mọi người, những cái hàng cứ bà con các bác chị em mình rồi. Vậy thì bà con các bác chị em nhà mình nào đang có nhu cầu
quan tâm về cái mẫu xe này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Thanh Ô Tô Hải Phòng của số hotline của em là 0816662386 hoặc 0971255863. Địa chỉ cửa hàng của em nằm tại ngay thôn 1 xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Và tôi đang có tòa Hải Phòng thì rất hy vọng được đón tiếp tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con các bác chị em nhà mình một lần trực tiếp ghé qua cửa hàng bên em để uống nước chè, hút thuốc nào và trải nghiệm về xe một cách là thực tế nhất và ưng ý nhất nhé. Với một cái form dáng cực kỳ đẹp và chất lượng ở phân khúc hạng C, một cái mẫu xe chỉ có loanh quanh nhô 200 triệu một chút thôi, 205 triệu đồng bên em bao rút hồ sơ gốc cho tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con các bác chị em nhà mình. Vậy thì bà con nào đang có nhu cầu quan tâm thì hãy nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Thanh Ô Tô Hải Phòng ạ. Vâng, Thanh Ô Tô Hải Phòng cũng rất vui được đón tiếp tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con có thể đến trực tiếp cửa hàng bên em để uống nước chè, uống thuốc nào và trải nghiệm về xe thực tế nhất nhé bà con nhé.